Chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắc điện thoại để đổi hình nền nhé. Thì bây giờ mình sẽ làm thử cho các bạn xem này. Đó, như các bạn thấy, mỗi khi mà mình lắc điện thoại của mình á, thì cái hình nền nó sẽ thay đổi theo và nhìn nó cũng khá là hay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Trước tiên thì các bạn vào CH Play. Sau đó thì các bạn tải về cho mình cái ứng dụng sau đây. Đây rồi, các bạn sẽ tải về cho mình cái ứng dụng này nhé. Đường link tải thì tí nữa mình sẽ để bên dưới phần mô tả video. Các bạn có thể nhấn vào để chúng ta tải về. Sau khi tải về xong thì các bạn sẽ mở ứng dụng lên. Tiếp tục thì các bạn sẽ nhấn vào cái nút Continue ở bên dưới này. Bây giờ thì các bạn sẽ lắc nhẹ cái điện thoại của mình một cái thì nó sẽ vào cái giao diện cài đặt ở bên trong. Mới đầu thì nó sẽ hiển thị ra một số những cái quảng cáo như vậy á, thì các bạn cứ tắt đi, bình thường không sao hết nha. Tiếp tục thì các bạn sẽ chọn vào cái mục cài đặt ở bên dưới này. Và các bạn sẽ chọn vào cái mục, rồi nó lại hiển thị ra quảng cáo rồi, thì các bạn cứ tắt đi. Các bạn sẽ chọn tiếp vào cái mục là hình ảnh này. Chọn vào cho phép. Ở đây thì mình sẽ chọn vào cái mục là ở bên dưới này để mình chọn những cái tấm hình có sẵn ở trong máy của mình. Và kế đến thì các bạn sẽ chọn đến những cái tấm hình nào mà các bạn muốn cài làm hình nền. Các bạn sẽ tích lên như vậy, sau đó thì các bạn sẽ chọn vào cái dấu tích đỏ lớn ở dưới này. Thì như vậy là chúng ta đã chọn hình xong. Bây giờ thì các bạn sẽ back ra một lần cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ chọn tiếp vào cái mục cài làm hình nền ở trên này. Rồi nó lại hiển thị ra quảng cáo, cũng hơi bực mình một chút xíu. Tuy nhiên thì các bạn cũng nên thông cảm nhé. Bởi vì quảng cáo là cái nguồn thu của lập trình viên. Nếu mà không có quảng cáo thì họ sẽ không có động lực để làm ra những cái ứng dụng như vậy cho chúng ta. Bây giờ thì các bạn sẽ chọn vào cái mục là chọn làm màn hình này. Sau đó các bạn chọn làm màn hình chờ, hoặc có thể cài làm màn hình chờ và màn hình khóa luôn. Thì ở đây mình chọn làm màn hình chờ thôi nhé. Như vậy là chúng ta đã thiết lập xong. Các bạn có thể back ra bên ngoài để kiểm tra. Bây giờ thì mình sẽ lắc thử cái điện thoại của mình nhé. Các bạn thấy này, nó đã thay đổi cái hình nền rồi. Nhiều khi nó không nhạy cho lắm thì các bạn cứ lắc mạnh tay một chút xíu nhé, thì nó sẽ đổi qua được thôi. Đó, như vậy thì chúng ta đã cài thành công. Và như vậy thì ngày hôm nay mình cũng đã hướng dẫn xong. Nếu mà các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích, hãy nhấn like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.